Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì Nhung sẽ lôi một loạt các cái mẫu chậu cỡ tròn 38 nhé. Tròn 38 thì nó vẫn có khổ bì là 36 và lọt lòng là 30 đấy ạ. Có cái chiều cao là 19. Thì hôm nay thì Nhung sẽ giới thiệu một loạt luôn. Đây là cái mẫu chậu Phúc Lộc Thọ này. Đầu tiên là cái mẫu chậu Phúc Lộc Thọ, vành dày và rất cứng. Thì cái mẫu chậu này thì hiện tại đang có giá là 20.000 nhé các anh các chị nhé. Cái thời điểm nó tăng từ ngày 21 tháng 10 là 20.000 đồng. Và em cũng khách nhà em thì các khách đại lý thì bắt đầu dần dần là không lấy sang hàng này nữa. Vì giá nó hơi cao thì bán nó hơi khó. Bên dưới thì nó có cả giả đá đỏ. Đây, đây là cái loại vành dày nhá. Thì nó đắt hơn. Còn hiện tại thì cái mẫu này, mẫu chống đồng đỏ này là cái mẫu chậu thông dụng nhất để mọi người lấy để bán hàng và đi chợ. Đây là cái mẫu chậu chống đồng, chất nhựa thì khá là dẻo dai. Và do cái độ bền khá là tốt khi mà các nhà vườn phản hồi. Khi mà di chuyển bán hàng thì nó ít khi bị vỡ vành. Cái chống đồng đỏ này thì nó giá là 16.000 nhé. Chống đồng đỏ 16.000 này. Chống đồng đá đen của đây, hoa văn chống đồng đá đen này cũng là 16.000 nhé. Và cái chống đồng vàng của cỡ 38 này thì năm nay là rất là hot, bán rất là chạy. Nhà nào mà có điều kiện hơn một chút là họ sẽ lấy hàng chống đồng vàng. Thì cái mẫu chống đồng vàng 38 hiện tại là 20.000 nhé. Và đây thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu một cái mẫu chậu 38 mới. Trước thì cái hoa văn của nó thì chỉ có cái hoa văn này thôi. Đây là cái mẫu chậu 38 mà mấy chị em bán hàng hay gọi là mẫu chống đồng cửa Phật. Nó có cái màu nâu và có cái biểu tượng của hoa văn của hoa sen. Đây thì nó mới được thêm cái họa tiết này nhá. Mới được thêm cái họa tiết này để cho nó đỡ chống trơn cái khoảng này. Mỗi lần thì nó chỉ có cái họa tiết này thôi này. Đấy, bây giờ nó thêm, mới cải tiến thêm cái họa tiết này. Thì cái mẫu chậu này nhá là giá 15.000 các anh các chị nhé. Đang kiến nghị công ty cho ra màu đỏ của mẫu này. Vì là cũng rất nhiều người thích cái hoa văn này mà lại chỉ có màu nâu thôi thì cũng hạn chế đúng không? Thì cái mẫu này cũng nên là cho thêm màu đỏ nữa. Đang kiến nghị nhưng mà chưa ra các anh các chị nhé. Đây là cái mẫu chậu Phúc Lộc Thọ cũ. Chậu Phúc Lộc Thọ cũ thì cái chân đế nó sẽ bằng thế này. Thì cái mẫu chậu này thì là có giá 15.000 nhé các anh các chị nhé. Phúc Lộc Thọ cũ này giá 15.000. Đấy, chân đế bằng nhé. Đây là cái đá đen của nó này. Đây là cái mẫu chậu Phúc Lộc Thọ đá đen, cũng là chân đế bằng và cũng có giá là 15.000 đồng. Nên mọi người nhớ nhé, đây là Phúc Lộc Thọ mới. Cái vành nó rất là dày, cái độ sắc nét hơn, cái chân đế thoát cao. Phúc Lộc Thọ nha, Phúc Lộc Thọ dày khác và Phúc Lộc Thọ cũ khác nha. Phúc Lộc Thọ dày này thì là 20.000. Phúc Lộc Thọ cũ, khuôn cũ, không có chân đế đáy thì là 15.000 nhé. Video vừa rồi thì Vật tư Nông nghiệp Thùy Nhung vừa giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn 6 cái loại hoa văn của cái cỡ 38 hàng tròn. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau. Ai quan tâm đến cái sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915882513 nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn nút like, chia sẻ cho Vật tư Nông nghiệp Thùy Nhung nhé.